bao nhiêu người? Hôm nay chúng ta sẽ thực hiện thử thách làm bánh căn. Nhiệm vụ của anh chị sẽ là ăn bánh căn. Đơn giản không ạ? Ăn xong rồi làm chứ. Đó là nhiệm vụ thôi ạ. Còn thử thách sẽ là làm bánh căn. Chị có 20 phút để hoàn thành thử thách này. Làm bao nhiêu cái? Dạ, em đang thông báo. Từ đó. Mỗi thành viên sẽ bắt buộc làm 2 cặp, có nghĩa là 4 cái. Mỗi người. Dạ. Tất cả các thành viên đều phải làm nha anh chị. Dương ơi, từ rồi xong. Ok chưa ạ? Các anh chị sẽ được giám sát với của cô này là cô gái, cô có 27 năm làm bánh căn tại vùng đất Phan Thiết này. Dạ. Sau khi mà mọi người làm xong phải ăn hết, đến thành viên cuối cùng hoàn thành là mình sẽ hoàn thành được cái trận đua này anh chị. We have to cook this cake and each people have to do 4 cakes for each people. And you have also eat all your cakes. Okay. Yeah. Tức là cả hai người thành một cặp để làm bánh. Mỗi người là bây giờ mỗi người là anh, ví dụ như anh đúng không? Là anh phải làm 4 cái. Mỗi một mình anh á, anh phải ăn hết 4 cái đó là anh coi như là anh hoàn thành. Rồi mọi người xem cô hướng dẫn làm cái bánh này nha. So now we watch and then each person will and do it with them. Dễ mà, dễ. Dễ đơn giản thôi anh chị. Bánh xèo khó hả? Nhưng mà vui nhất là do mình làm ra nha anh chị. Giờ cá sống cá cháy gì mình cũng phải ăn hết. có thời gian cái bí quyết gì không cơ? Cái có bí quyết gì không cơ? Cô làm á thì người ta ăn người ta khen ngon, người ta trả tiền, còn mình làm thì mình nuốt á. Mình làm nữa, như đó thôi. Mình làm là mình nuốt, hơi bị căng á. Rồi chỉ xem cái này xong khi cô làm xong có gạo hết đây.